Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn theo dõi những thông tin cập nhật về giá gas mới nhất hôm nay, ngày 21 tháng 9 năm 2023. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian qua. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Để theo dõi và nhận được những thông tin mới nhất về giá gas, giá CP hàng ngày trên thế giới và dự báo giá gas tháng tới, các bạn đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông để nhận được thông báo mới nhất. Xin cảm ơn các bạn. Trong bản tin hôm nay, xin gửi tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý như sau. Cập nhật thông tin về giá gas trên thị trường thế giới mới nhất. Tiếp theo là cập nhật thông tin giá CP LPG tháng 10 năm 2023 và dự báo giá gas trong nước tháng 10 năm 2023 mới nhất, tính tới ngày 21 tháng 9. Cuối cùng là những thông tin về giá gas trong nước hôm nay ngày 21 tháng 9 năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn theo dõi. Thưa các bạn, giá gas hôm nay ngày 21 tháng 9 năm 2023, thị trường khí đốt châu Âu biến động mạnh. Mở cửa phiên giao dịch sáng 21 tháng 9 năm 2023, giá gas hôm nay tại thị trường thế giới đã giảm 0,51% xuống mức 2,72 USD trên MMBTU đối với hợp đồng khí gas tự nhiên giao tháng 10 năm 2023. Thị trường khí đốt châu Âu liên tục biến động mạnh trong những tháng gần đây, một phần do hoạt động bảo trì tại các nhà máy khí đốt và nhất là tình trạng đình công tại các cơ sở khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG lớn ở Australia. Trong khi đó, tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga vừa thông báo đã vận chuyển lô hàng LNG đầu tiên tới Trung Quốc thông qua tuyến đường biển đi qua Bắc Cực. Gazprom thông tin, tàu Veliky Inavgorod rời trạm LNG gần thành phố St. Petersburg của Nga ngày 14 tháng 8 và đã hoàn thành việc bốc dỡ hàng tại cảng Đường Sơn ở tỉnh Hà Bắc, Đông Bắc Trung Quốc vào ngày 15 tháng 9. Tuyến đường biển đi qua Bắc Cực là tuyến đường biển ngắn nhất giữa châu Âu và châu Á, dài khoảng 13.000 km. Trong khi đó, dòng khí đến các cơ sở xuất khẩu LNG của Mỹ tiếp tục giảm. Dữ liệu cơ quan thông tin năng lượng Mỹ cho thấy các công ty điện lực của Mỹ đã bổ sung 33 tỷ feet khối BCF khí đốt vào kho dự trữ trong tuần, thấp hơn kỳ vọng tăng 43 BCF và vẫn thấp hơn nhiều so với mức trung bình từ cuối quý 2. Theo các nhà phân tích, nguyên nhân chính khiến giá gas giảm là do nhu cầu tiêu thụ khí đốt giảm trong bối cảnh thời tiết ấm lên ở châu Âu và Mỹ. Ngoài ra, việc Nga giảm dần tầm ảnh hưởng trên thị trường khí đốt cũng góp phần khiến giá gas giảm. Theo dữ liệu của EU, trong quý 1 năm 2023, Nga chỉ chiếm 17,4% lượng nhập khẩu khí đốt của toàn khối, giảm so với mức 45,4% trong quý 1 năm 2022. Nguyên nhân là do EU đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung khí đốt để giảm phụ thuộc vào Nga. Giá gas giảm nhẹ có thể là một tin tốt cho người tiêu dùng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng giá gas vẫn có thể sẽ tiếp tục biến động trong thời gian tới, tùy thuộc vào tình hình cung cầu và các yếu tố kinh tế vĩ mô. Thưa quý vị và các bạn, cập nhật mới nhất giá CP tháng 10 năm 2023 trên thị trường thế giới tính tới ngày 21 tháng 9 hiện đang có mức giá là 573 USD trên tấn. Vì vậy, dự báo giá gas tháng 10 năm 2023 tính tới ngày 21 tháng 9 thay đổi tăng 5.200 đồng trên bình 12 kg. 19.500 đồng trên bình 45 kg do giá CP LPG tháng 10 năm 2023 tăng 18 USD trên tấn so với CP chính thức tháng 9 năm 2023. Về tình hình giá gas trong nước hôm nay, ngày 21 tháng 9 năm 2023, tại thị trường trong nước, giá gas bán lẻ trong nước tháng 9 năm 2023 tiếp tục tăng tháng thứ hai liên tiếp theo đà tăng của giá gas trên thị trường thế giới. Cụ thể, các hãng gas tăng giá với loại bình gas 12 kg có mức tăng 33.000 đồng trên bình, tương đương giá gas tăng khoảng 2.750 đồng trên kg. Cụ thể, giá gas bình Petrolimex bán lẻ tháng 9 năm 2023 tại thị trường Hà Nội là 413.160 đồng trên bình dân dụng 12 kg, 1.652.640 đồng trên bình công nghiệp 48 kg. Lần lượt tăng 33.000 đồng trên bình 12 kg và 132.000 đồng trên bình 48 kg, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Tương tự, từ ngày 1 tháng 9, giá bán gas SP của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dầu khí thành phố Hồ Chí Minh, Saigon Petro tăng 2.750 đồng trên kg, đã gồm thuế, tương đương tăng 33.000 đồng trên bình 12 kg. Với mức tăng này, mỗi bình gas SP 12 kg sẽ được bán ở mức 406.500 đồng. Nguyên nhân giá gas bán lẻ tháng 9 năm 2023 tăng là do hợp đồng giá gas thế giới bình quân tháng 9 năm 2023 ở mức 555 USD trên tấn, tăng 90 USD trên tấn so với tháng trước đó. Bên cạnh đó, sự biến động tỷ giá ngoại tệ Việt Nam đồng so với đồng USD cũng khiến giá gas nhập khẩu tăng lên khiến tổng công ty gas Petrolimex
phải thực hiện điều chỉnh theo mức tăng tương ứng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, hãy đăng ký kênh và nhấn hình quả chuông để nhận những thông báo mới nhất về những video mới mỗi khi kênh phát hành. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.